our blood set đấy, anyway. Hello anh em, hôm nay thử cái video game World War hả? Đây, đây là con game World War đây. Đầu tiên vô thì anh em có thể lựa chọn một số thứ nâng cấp. Nâng cấp đầu tiên này là cái độ bền của con nhỏ thứ là cái con của mình á, nó sẽ có một lớp vỏ để chống để đạp, rồi cái đùm đi gọi là nhỏ cũng được, thì tăng thêm độ bền 50%, tăng thêm 15% nữa, giá 14.000 sắp đủ tiền mua rồi, nhưng mà chưa nâng cái này đâu. Thực ra cái này tôi đã nâng cấp lên một khúc rất là nhiều thứ rồi đó, chứ ban đầu nó rất là yếu à, không có được gì đâu. Đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 thứ nâng cấp, qua trang mới nữa thì có một cái món này. Cái món này thì chưa có mở nên chưa biết, cười vẫn chưa biết cái tìm luôn. Nói chung là cũng mới chơi thôi, dễ newbie tất cả. Giờ đi qua 8 thứ nâng cấp đầu tiên trước ha. Anh em coi chiếc cái này để hồi vô video thì có gì dễ hiểu hơn, sau này có chơi thì tua lại, hoặc là xem video rồi tua lại cái này coi cũng hiểu được. Cái này gắn máy đầu, số lốc có thể đào là 20, lúc mà mới gắn vô là nó bắn vô á, lúc mình mới đào vô tường thì nó bắn một cái tia laser vô cho mình sẵn 20 lốc để đỡ tốn thời gian hơn. Tiếp theo là cái này, cái này thì sụt cái van cung, tức là cái máy hút tài nguyên của máy hút, tức là mình nâng lên thì cái sức chứa nó sẽ nhiều hơn chút. Hiện tại đang là 25, nâng lên nữa là 35. Đầu game mới vô anh em mình chỉ có 10-15 giờ thôi. Cái này tốc độ, độ bền thì cộng 20-15%. Cái này nâng tiếp theo rồi, nói chung cái độ bền này nó đơn giản có nghĩa là máu của anh em đó. Rồi tiếp theo là cái này gốc két tôi chơi, tức là cái trái bom, anh em vào game nhấn số 1 thì sẽ bắn cái trái bom. Cái đâm đầu tiên là 1.500, nâng cái nữa là 4.000. Hiện tại cái này chưa cần thiết tại vì tôi toàn chết không mà chưa có nâng nó. Chừng nào nhắm đủ mạnh vượt qua sẽ nâng nó sau, ưu tiên mấy cái kia trước. Đây là hốc, hốc là cái dây leo mình cắm vô tường rồi mình nhảy xuống. Đây là có thể đắt đầu xuống đầu quan đó, nó ghi cái giọng hai quýt đầu đầu quan đó. Rồi mình có thể tụt xuống một bao. Thời gian hồi chiên mình nâng lên thì cái khoảng cách nó xa hơn, nhiều thời gian hồi chiên ngắn hơn. Cái này rất là hữu dụng trong việc nếu khi với mà đi thu nhập tài nguyên rồi. Còn cái thứ này, cái này là tăng cái độ mà xuất hiện giữa các làng quái 10 giây lên 15 giây. Thì sau một thời gian quái sẽ tấn công mình, trong lúc cái thời gian rảnh rỗi giữa các làng quái tấn công mình nó đi đào tài nguyên cái nâng cấp. Thì cái này thì tăng cái khoảng thời gian đó lên. Còn cái tua pin này là cái tua pin để nhảy từ dưới lên, đắt up lên. Cái này thì đi xuống, còn cái này thì đi lên. Nói chung thì mình tăng lên thì giảm thời gian hồi chiêu và cái khoảng cách nó nữa. Tiếp theo cái này, cái tốc độ của con nhện tăng lên cộng 80, tăng bật nữa lên 90. Nói chung cái này khá là quan trọng để bỏ khá nhanh là vừa để cái kill rồi đó. Rồi còn cái này là cái gì? Tăng tốc độ đào một lượng nhỏ xung quanh của con nhện, tức là mình đứng càng gần con nhện thì đào càng nhanh hơn. Đó, rồi cái này nâng level 2 luôn. Mấy cái này vẫn đang tìm hiểu thôi, hy vọng tí nữa mở được. Rồi ok, vô bấm lay thứ lần đầu ha. If you get better Twitch TV or FFC, then whenever the giveaway chat stuff happens, it'll look like this. Anh em nãy giờ cũng nghe nhạc đó. Đây, đây là con nhện của mình bên tay phải rồi. Nhấn đúp lên thì lên, nhấn lên đi xuống. Chụp trái rồi bắn. EG đào. Nó có cái dạch này, mình nhấn EG cho mình đào được. Nhấn cái đào thì mình nhấn quy để tách khỏi con nhện cho bay vô đây. Đó. Bay vô mình cứ đọc chụp trái đào chụp phải đâu không? Đó, mình đào giống như cương trước, mình lấy tài nguyên. Chụp phải mình hút vô. Chừng nào hút đại về đầu game cứ tranh thủ đào thôi. Anh em nhìn góc trái bên dưới thấy có mặt cái ống không? Cái ống cờ lệ đầu tiên là ống máu, ống máu của mình tạo chứ không phải ống máu của nhân vật nha. Mình tạo ấy thì coi như mình cũng chết luôn rồi. Cái ống này là ống già đa, cái ống già đa đó thì cứ đại ống là quá sẽ tấn công mình là. Còn cái số 20 phút ở trên là bản mới update luôn, vừa update giờ phút trước luôn. Phút trước là 15 rồi, giờ lên 20 rồi. Rồi sau 20 thì sẽ có boss xuất hiện. Anh em đào để ý kỹ ba cái đường nó hay có cái đường dẫn vô chỗ dấu đồ rất là chính nè. Cái này không biết vị trí mình xuất phát là ở đâu, nó nhảy ra chết nhiều quá. Đây, đây có đường ẩn nè, đó. Sợ ý mình không đi qua cái là mất. Khi vô những căn phòng này mình sẽ nhặt được một món đồ. Đây là 5% cơ hội ghép thêm cái tài nguyên khi mình đọc cái lóc đó. 5% nghĩ là vui ít nhưng mà nó cũng rất là quan trọng đó. Hút vô đó.
đâu nữa không? Hàng này khá ngắn vậy ta. Rồi quá, chứ bây giờ mình vô mình nâng cấp, chuẩn bị vô tàu nhấn E để chưa vô chỗ này, nhấn F để nâng cấp. Đầu tiên là cái này đi, cái này là nó 30% tốc độ quay cái nòng súng, cái nòng súng mình quay lên quay xuống. Con Gobo là gì đây? Con Gobo là con tàu mình đó, gọi là con nhện đó. Cái này rất là quan trọng nè, năm ba cái màu xanh lá này mình sẽ hồi 15% máu, khi nào mất máu thì mình sẽ lại nó. Cái này Gobo bổ xui của mình đây, thì tăng cộng 5 cái hiệu ứng đậu, cái này 20 cái tốc độ di chuyển khi đậu, vậy khá quan trọng để mình đậu nhanh hơn. Trước mắt mình tăng đam cái nào, thực ra cần tăng đam không thôi. Chụp quái đầu tiên mình cứ tăng cái đam này đi đây. Nhấn E giờ để cái gì di chuyển thì nó kêu nè, quái như bị ra rồi. Đục vô cái đó, quái nó có hai hướng nhìn rồi, tường một hướng quái bay. Đầu em thì chưa cần cần nâng súng vội đâu. Quái bay đầu chưa thấy xuất hiện rồi, rồi hết rồi. Hình như game mới update này nó khá là dễ nha. Tôi vừa update thì vài phút trước luôn á, chứ thì chưa chơi rồi rất là ăn hành rất là nhiều. Giờ mình về nâng cấp máy đầu đó, vừa tạo nhấn F nâng cấp cái que đầu rồi. Cái này là mình mới nhặt được 5% cơ hội lóc, cái này nãy mình mở ra có báo tài nguyên á. Tiếp theo tập trung nâng vô cái này 4 bạc 16 kim cương, không biết nó là gì nhưng mà nhìn màu nói đón gì thôi. Tiếp game này đúng nghĩa đào bỏ luôn nha, mấy gì em chơi có thể phát huy được đó, những cách kiếm tiền trên mà game. Con này thì khá giống như con Doom Keeper, con Doom Keeper là lúc trước cũng có ra mắt trên team nếp phép một lần, cũng chơi một lần, tuy nhiên giá game đó thì cao hơn này rất nhiều, hình như cao hơn gấp 3 lần đó. Bãi đảo này khá là nhỏ, không biết cửa ẩn nào không? Đây khó luôn, hình như nó tăng tỷ lệ lên đó, cũng 30% tốc độ quay nòng súng này cũng khá là ngon đó. Đó rồi, đi tiếp thôi. Tăng tiếp cái này là cũng 25% tốc độ bắn, người tăng tốc độ quay bắn nhanh hơn được, tăng 75. Nó tập trung vô cái này, vừa là cái này rồi, nhỏ neo nhắn em gờ để ngõ neo mà đi lên có bây giờ để nó phan vô tiếp. Đây cái em này thì đào hố, nhưng mà ở đào vô cái ống nước mình cuối cùng cắm cái hố vô để chặn lại, không thấy rút nó ra nữa. Rồi đây là cây búa, nghe búa nó ra ấn tượng. Ở đây nâng cấp cái nữa rồi, giờ mình nâng cấp cái này cần chưa ta, em tích vô cái này luôn, mình cứ nâng xuống tiếp đi, khi nào đủ mình nâng đào cho. À, cái này cũng khá là quan trọng đó, tăng lượng tài nguyên đầu game luôn. Quá gà này mà. Đạn nó rất là thưa, rất là khó ngắm luôn, nên cái lượng bù chất đơn giản vậy thôi à. Đây nó có số 1, 2, 3 là một mình tin lửa nè, 2 là mình đào, 3 là mình đào. Giờ đi xuống thử ha. Bây giờ mình đi lên này, giờ đi xuống thử coi nó làm sao. Không có gì cái là báo luôn á, tốn biết nhiêu thời gian là con luôn. À có nè, bình thường tôi toàn đi lên ít đi xuống á. Đi lên thì nó sẽ có nhiều tài nguyên hiếm hơn. Nhưng mà đi xuống mình có thể đào được mấy cái mỏ, nó có mấy công nghệ gì cái nãy thì khá là ngon.
Vô bắn rồi anh em ơi. Đạo chúng đẩy ra rồi. Xong miếng xong miếng. Nâng được cái tốc độ di chuyển khi đang đào, cố gắng nâng cái này lên 18. Tiếp. Đã chuẩn bị ra được nữa. Tù này chắc chưa có phòng ẩn gì quá. À có rồi. Mấy cái đường này rất hay dẫn vô phòng ẩn. Quá gà quá gà. Yeah. Dạ. Yeah. Đi lên. Bắn vô. Tên chưa mất nhiều máu. Về trễ chút xíu rồi to nha. Nó mới update thì có vẻ rất là dễ luôn nha. Chứ bình thường là này bắn cũng khoảng 5 phút hết đó. Game giảm độ khó đi rất là nhiều à. Ê. Mấy cái map này nó cũng thiết kế cái mấy cái hầm mỏ khá là ngẫu nhiên. Bây giờ chơi thấy nó có xuất hiện là một hai lần. Chơi rất là nhiều lần rồi. Nhưng hầu hết là số mỗi lần mỗi khác. Nó dẫn đường bên phải này chắc có khả năng là có phòng ẩn tiếp. Đó. Cần đi sâu gì chắc ăn có phòng ẩn thì không biết được gì đây. Cái chủ khí bắn vào cái bon cái gì mở bóng hay đường thẳng à, nên là đạo đường thẳng. Mình có thể nhấn nút Z ít đây để thử để thay một hồi ra đánh luôn. Khả năng đạn nó rụng rơi quá, máy sắp dài qua về thôi, đi nó vô đào tiếp. Đây đây nguyên rồi nào, rồi quay ra nhặt tiếp. Mình đã làm được cái này với cái này, tăng tốc độ đào đi. Cái này mình thấy ba cái này. Hiện tại chỉ cần 5 gram đâu, giờ nút đát cũng khá là dễ. Này quá ra nè, bắt chi dết, bắt bắn ở viên đạn nó luôn rồi. Cái này hợp với bắn mấy cái trên vách tường nữa không? Đổi xuống. Cái nhảy của mình có thể đẹp đẹp được mấy quái luôn. Đạn nó rất là thưa luôn, một hồi mình sẽ nâng cấp mấy cái ít thưa đường đạn thôi. Xong rồi. Cụ này có khả năng là hết rồi. Đó.
À, có khúc này cũng rất là đáng quý nè. Và để giờ khúc này rồi. Cục này là cục lý nâng cấp ngẫu nhiên. Tại vì mình đụng được như nãy thì cái này mình đem về mình phân tích cho. Cũng phân tích thôi chứ cũng gắn vô đó. Bây giờ mình lên trên ha. Đó mình đạt được cái nâng cấp mới nè. Chấp nhận bên bui một cái tôi ghét ở bản đồ. Tôi ghét sẽ tự động tấn công cái mục tiêu. Tăng vũ khí này. Tăng cái đầu chứ tập. Bây giờ mình còn 392. Cái xanh lá này rất quan trọng để nâng máu nha. Không có xài bậy bạ được. Để dành lúc đến boss rồi. Giờ mình lên trên thôi. Lỗ này đầu rồi. Hình như mình đào được 4 lỗ rồi đó. 2 lỗ. 3 lỗ. Lên đây nhập thần mình luôn. Giờ nó tăng thêm 5 phút nữa boss mới ra nên mình thoải mái vô tư luôn. Càng lên cao quá nó càng mạnh, còn xuống dưới thì chưa có thử nên chưa biết. Không cần đỡ đây. Mấy con đỏ lại gần mình nó nổ rất là đau. Cái chỗ đầu nè. Đi xuống. Đau quá. Rồi để nó bắn như mưa luôn. Mình lên đây hơi sớm rồi. Kiểu này cần phải nâng vũ khí sớm. Xong rồi đó. Rồi, tạm thời qua cơn bí cực. Giờ đào vô tiếp ha. Nãy nhớ thấy có mỗi đào đâu anh. Mỏ màu xanh này nó sẽ cho mình đá màu xanh đó. Cái đó là đào máu. Rất là quan trọng. Đây mấy cục xanh lá nè. Tuy nhiên đá này nó cứng hơn mấy chỗ dưới một chút. Nên thời gian đào nó lâu hơn. Với lại mình cần là cần cái kim cương để mình tiếp tục nâng cấp cái mỏ đầu đó. Chứ giờ đào chậm quá thì tốn thời gian lắm. Đó bắt đầu đào lâu rồi đó. 2-3 giây mới ra được một ô. Tuy các bạn lúc đáp giảm độ khó mà không biết giảm chỗ nào ngoài tăng tí thời gian. Đây, dấu hiệu của phòng ẩn nè. Ẩn nhận chỉ ẩn đồ thôi chứ không chưa thấy ẩn gì mới. Rồi, hút cái đống này dễ sốt. Kim cương quay có vẻ ở thần nãy chắc là nãy là lần đầu mình lên trên này nó mới đông nhất.
Hết rồi nào. Hồi nãy chắc là đồ mình lên nó mới đông hả? Bây giờ mình cấp cái máy đồ nó mới đủ. Hiện tại vẫn chưa đủ 25 lần. Này đang sửa chữa chưa còn sớm đâu. Cái này đang hiện tại thì chưa có đủ khó. Tôi chứng năng đầu đó. Này mới đọc. Bắt đầu gặp đá cứng rồi đó. Mình phui ống nhưng mà mình có thể kéo nó về gần gần cái bay để mình thấy. Kéo cái này hơi cực chứ khó hơn chút thôi. Không biết có phòng ẩn không? Để vô tranh thủ luôn. Trên là hết đường rồi. Mình lại có khả năng còn không? Cái này chắc khoảng đi một tầng nữa được. Một tí mình về mình đang thả tiếp. Rồi về đây. Tao thích nữa boss ra. Cứ nghĩ là mình không qua được không mà. Nhưng mà nút tắt này đơn giản hơn khá khá. Này ăn từ đó đi. Vô. Nâng máy đạo lên. 5 cộng 25 thì vấn đạo. Tiếp theo mình sẽ làm cái này. Hồi chưa là nó chưa có cái dòng này nghe không? Nó chỉ chia đôi lương đạo nhưng mà không có giảm 20 này. Cái này chắc là mới nếp lặng như cái này. Chỉ chắc không cần lặng đâu. Cái này cộng 20 tầm. 20 tầm thì chắc cũng không quan trọng mấy. Nãy mình nhận được cái tui ghét nè. Cái này khẩu thuật 35 đam 25% tốc độ. Tốc độ đi giao này tốc độ nó dễ nãy nó nhiễu xuống á, tăng 15 dân đam chết thời gian sạc 15% này nâng có vẻ là không ngon mấy, có đang nâng gây xuống đầu. Tôi ghét này tạm ổn nè, 20% tốc độ bắn một hồi mình đánh boss thì mình đánh cho trừ 20% giá, nhưng mà đầu tư cái này khá là chua. Giờ tài nguyên đen này chưa gặp bao giờ. Rồi, vô đào tiếp tranh thủ. Mình đào mấy cái trắng này thì được cái điểm số 15.800 ở trên đó. Cái điểm đó là để nâng cấp mấy cái đồ tiên ngoài đấy. Nên không có sợ bị thừa đâu. Không bổ ngang cũng bổ dọc thôi, cứ đào hết tất cả đi. Bãi này có vẻ là nhiều
nhiều mấy kim cương ngon. Đây, tài nguyên này lần đầu thấy luôn á. Cái này bản vẽ này chắc nâng cấp như thế này đó. Phạm vi lăng 10, tốc độ đào cộng 10, tốc độ di chuyển khi đào 20, quá ngon. Cái này chắc hồi phải ra ngoài hôm sau. À, nó vô luôn nữa, thấy đào nhanh nó thắng nữa. Đẩy gọi đục cái đường đi qua. Như này còn đó không? À. Giờ mình có thể nâng cái đầu đôi lên được. Ừ, có hiệu ứng tí cười được luôn hả? Mất một phút nữa hả? Cũng chưa cần. Mình tập trung nâng cái này hoặc cái này. Cái này 50 với 5, 5 cái kia chắc lên trên chút nữa. Kịp không ta? Thôi, phải sắp gà. Nhỏ leo. Cái này bắn lợi cái là nó rơi xuống hai lần. Tí nữa mình hình thân mở ra được con đi coi thì nó gánh cho nhiều lắm. Chục giây nữa. Đây để mình mua cái chủ này, 10 đẹp. Mua cái chủ này để hồi đánh boss, khoảng 10 giây nữa boss giải đi, đến đây còn cái nữa. Tài nguyên cũng được. Đây cho nóng đây đây. Còn đây à. Mười giây nó không kịp rồi. Thôi đi lên thôi. Đi lên cái chủ cho nó gánh tiếp mà. Mình coi đăng được cái gì nữa không. Cái này nâng bên phần đào, nâng phần chủ đi. Chủ đây. Tăng được thêm 5 chủ nữa. Cộng 20 nhằm muốn bắn, nâng luôn. Lỡ rồi. Cộng 20 nhằm muốn bắn. Giờ mình sống bám díu vô cái chủ nữa. Bên đây thì đã thiếu thốn quá, nói chung mình bắn tài yếu với chủ nó gánh thôi. Nè mình không boss ra, mình bắn vô mấy cái mục này nè. Mấy cái mục chơi rồi. Ê né 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 né. Boss dễ hơn nhiều anh em ơi. Dễ hơn rất là nhiều luôn. Chủ không bắn mấy quái gần được ta. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Rồi ok, quá đơn giản. Giảm đồ khó rất là nhiều luôn. Hồi chưa chơi đúng là thấm vỡ luôn, chơi gần 3 tiếng đồng hồ mới qua được cái con boss đầu tiên này. Ủa? Sửa tạo tạo mẻ nhúc này, đây là cái ống máu của mình có lắp nhiều cái này vui nó lên mất 3 điểm xanh lá này.
Đây là gì? À, chỗ này nói mình sót miết đào chưa hết. Cho hết rồi đi thôi. Đặt cái súng mình lên đi. Là giảm 40% mức độ đạn nó tiêu ra này. Cộng 30% đạp. Đạp trước đi. Tăng đam mà mình hết bạc. Bạc mình còn năng gì không? Không. Thằng đạp trước đi ở bên đó cái này chỗ này để có cái trụ cũng khá liên tục. Đơn giản vậy thôi đó. Không có đường ống rồi. Có cái lỗ người ghi đây. Sâu dưới đó. Hết rồi đó hả? Tưởng có phòng ẩn thôi chứ, xuống đây. Cái này là cộng 10% tốc độ di chuyển khi đào chưa cần thiết. Cái này là 20% hiệu ứng tất cả các sửa chữa. Sửa chữa mình chưa có sửa nhiều nên chưa cần đăng cái này đâu. Chỉ mới có cái hồi máu cơ bản này thôi. Cái này đi. Cái này giảm cái độ tia của viên đạn cho. Nâng được cái này luôn nè. Tăng tốc độ bắn cũng được. Bây giờ mình chưa biết cái đen này là cái gì với mà cái xanh lá là cái gì. Rồi, tiếp đóng lên tàu nữa nè. Bắn quá nhanh luôn. Còn nữa hả? Còn nữa, còn nữa. Rồi, vãi nó đồng rồi.
mấy con đỏ này vẫn để nó lại gần mình, nó đổ mình phát là tốn máu lắm. Chút giờ mình làm sao? Chỗ này hết luôn rồi. Đây cái bò này, bò như này. Là phía dưới có thể còn. Dọn cái khu này á, gì cũng nhiều tài nguyên à. Gan kịp gom đâu nữa không ta? Không kịp rồi. Còn năng được gì không? Hiện tại là chưa. Này chưa cầm, cố gắng tập trung dồn vô năng cái này, 4 cục vậy. Có cái trụ này nó gắn vô mình cũng khá khá. Năm ok, mình có 24 đi bốn. Mình gỡ được cái trụ đi luôn ta, chứ mình cắm cái anten ở đây hồi mình đi chán. Không được rồi, không cho gỡ rồi. Lên thôi. Nhảy cao quá rồi. Chỗ này lại xanh lá nữa, vì đầu cấp tác này nó cho mình khả năng hồi máu nhiều hơn, game lại dễ hơn nữa.
Rồi. Con này nó có hai cái tím tím ở hai bên nên em bắn vô hai cái đó là được. Bắn cái con đỏ này đừng để lại gần. Chưa. Ok, tiếp. Mình còn thiếu một cục mà cá bự nữa. Hy vọng có phòng ấn lấy đồ nâng cấp. Yeah. Mình nâng được gì không? Đây, nâng được 25% đạn cái gì? Tốn 15 đá xanh đẹp hiệu chưa tập đâu. Con này thiếu cái màu đen. Hiện tại thì nói chung về mặt hóa lực là gần như đủ đó và tiết kiệm năng này nó ok. Giờ thiếu phần đầu đó, chủ 8 phút nữa boss ra chủ nào được cái này á. Chưa cập mình dây đâu có tối đa 5 trụ đâu, phía dưới còn nhiều gì 25 cái này được, này một hồi cần cái năng sao. Mấy con đỏ này lại gần mình nó nổ rất là đau, ưu tiên bắn chứ. Con này thì nó có hai cánh, hai tím tím hai bên. Cái dùng tên lửa bắn nhanh nhanh quá. Đổi qua xuống này đấy. Con này yếu quá. Vô đây mình gom hết cái này mình lên trên tiếp. 7 phút nữa boss mới ra. Này để hồi mình trên đường đi ra được không? Đường này có khả năng có phòng ấn mà. Có luôn. Chấp nhận bên can cái máy quét. Để kết nối với nó. Can sao? Ít hả? Không có.
Nói chung chưa dùng bao giờ nên rồi ra thôi. Ơi đẩy cho hát nữa hát à. Đây mình đi vô một lần nữa chắc xong. Điểm. Cái này là cái súng thục hồi nãy của mình, chỉ cần cho nó nói vô đây đi. Cảm giác phá lực của mình hơi yếu rồi đó. Mấy con mũi này trâu dữ vậy ta. Xuống xuống xuống. Rồi ở đâu. Nó báo sợ can can sao ta. Mình đi vô mình lấy hút hai lần ra thì nó lại đầy nửa cây. Lên bó trên luôn. Giờ mình đào mấy cái đá này nó mềm hơn rất là nhanh. Chưa có gì nâng cấp được. 3 phút nữa quái ra bóp ra. Chứ tạm thời làm cái này đi. Tới đêm trên cỏ nào đặt sẵn cho chủ ở đây luôn. Mùi cá. Đó cái chỗ màu tím này là mình lấy được cái loại tài nguyên mà tím tím kia. Giờ có chủ gánh này. Mình xác định ở cái chỗ này 2 phút cắm thêm chủ ở đây nữa từ luôn chơi luôn chết từ hồi gì chỗ này trống rỗng à. Chào cũ
bây giờ không phải là quỷ rồi. Thằng ông này ông bắt được con thú bay luôn. Để nói nó nghe. Đi bên. Vì sao này mình có tâm hút được nữa rồi, có hai trụ rồi, hồi mình sống ở đây mình đấu boss đi, đầy đủ cái mình đâu thêm cái đạo đôi đây, cái này đạo nhanh hơn là nó trừ 200 hiệu ứng đạo. Mục tiêu tiếp theo cái này thì chưa nâng được, chắc nâng quả lực lên thôi, hoặc là cái trụ. Đây đào rất là lâu luôn, cái này tôi chơi để chỉ có đi lên trên thôi chưa biết đi xuống lên sao nữa. Cũng mới qua được con boss đầu tiên rồi, gặp boss thứ hai đồng chết thôi. Cái lốc màu vàng này thì nhức đầu lâu lắm. Phút nữa boss ra không biết tìm phòng ẩn kịp không, và cũng phải hy vọng có phòng ẩn mới tìm được. Rồi về được rồi, còn gì đây, con quái mới nữa. Cái chủ gánh rất tốt rồi. Thôi boss ra luôn rồi, chạy vô hút cái này chạy ra tới boss luôn. May quá cái chủ cái dân vẫn còn. Quái cũng ít hơn nữa. Đấy. Đó đi nè. Nghỉ xuống. Nghỉ lên. Lửa nhảy lên, đi xuống, đường máu là đường máu, trắng máu. Úp cái này lên cắn máu. Mới cắn đầy máu bây giờ còn mấy cây. Nó vẫn còn 3 hậu nguyên luôn. Quá độc rồi. Chẳng máu tiếp.
mày mà đợt này lúc đát lại còn dễ, nhiều cái màu xanh. Kệ. Quái đông gì sao mà chị ơi, ngồi kẹt đây luôn này. Không máu tiếp. Còn hai gặp trắng nữa. Còn chấm nữa, gắn lên. Dạ, hết đường né rồi. Bể, bể, bể đây. Rồi, mình bể trước nữa. Quá to. Đây. Đây, nãy rồi mình đục được cái bãi đầu. Chấp nhận mình can. Giờ cái hỗ nhận trước khi kết nối nó được hai cái dùng giá trị này, cái này nâng đường lần á, cái này nâng cấp máy đào đấy luôn, còn 15.000. cái này tăng độ bền, cái này tăng đam tinh lửa. Đam tinh lửa thì chắc ưu tiên cái này á, tại vì hồi nãy mình bắn con boss còn đúng hit nữa, tăng luôn còn 6.000. được sau thôi, tạm thời hôm nay đến đây thôi, ăn hành nhiêu đó đủ rồi, cây cú quá. Đây con game nó trên này đây, để mở cho tìm lên nhé. To phải thấy ai chơi game xong rồi mới giới thiệu game không nào. One World game này rẻ đến mức bất ngờ luôn. Giá game là chỉ có 62.000 thôi, đang giảm 15% nó 63.000. Rẻ rẻ vậy chứ giá vẫn cao hơn Limit thì bắt tích thế không? Đây. Limit thì bắt chỉ có 59.000 thôi. Vài bữa nó giảm giá cho anh em còn thôi, ra cho anh em luôn. Game này sắp trước chậu thời kỳ tăm tối rồi. Đây là game One World mới ra mắt gần đây. Tập này hôm qua 13. Sale đến 13 tháng 4 là trong vòng 7 ngày nữa. Giờ này ra mắt ngày hôm nay, mới cập nhật hôm nay. Đây là cái bản cập nhật nó vừa mới nâng nãy luôn. Ở 1.01 này. Nó sẽ tăng cái thời gian để dồn lên cho anh em dễ đọc. Nó tăng thời gian các boss lên 5 phút, là nãy con boss thứ hai rồi nó tăng lên 10 phút nữa. Đó. Đây là chỉnh sửa cái muốn kỳ bò này. Tiếp thử nóng băng rồi hướng dẫn trở về nào, không có kết nối mạng nhỏ, kết quầy chú khí nè, số lỗi với kim cương tài nguyên nó nhìn không biết là cái gì luôn, số lỗi với obi, obi là chắc cái quặng màu đen á, cái nhớ hồng lọc chơi ai rk cái obi là cái cục quặng màu đen ở đây nè, cái nãy mình đang thiếu via đít dài cái chuỗi kia đít là cái dòng chữ chạy chạy đi ghi công cái giả nữa, những người làm game nữa. Thay đổi vị trí camera khi chiến đấu với boss, nói chung là fix cái lỗi thôi, còn cái lỗi cập nhật quan trọng nhất là cái này, nó làm game đơn giản hơn chút. Tải có báo một con game muốn ra mắt. Đây, con game cũng follow đây, giá cũng khá là chua ha. Giá này là 20 đô.
Times of Change uncork. Con game này là con game của mấy anh người Nga hôm trước đã nói rồi. Nói chung là cốt truyện nó khá là hỗn loạn đầy đủ chứ. Không có chơi master ở đây đó. À, có lựa chọn của phiêu của bạn chứ không có lựa chọn cái kia. So make sure you're dealing with solid. Này là họ cũng mất cái update video mới luôn đó. Matter. Got it. Let's go working class. Just close your eyes and wish really, really. Thấy cái nón ngành cán bộ không? Them Valeri. Short of it. Industrial civil. Let's go work. Nón ngành cán bộ đúng uy tín luôn. Just game mới ra mắt được rồi, giá cũng cao nữa nên sẽ cân nhắc trước. Có 4 video cứng thôi, game này khá là nhẹ luôn. 4 video, 4 tông màu khác nhau luôn. Nói chung là phong cách phụ họa là tạm ổn đó. Rồi, thôi hôm nay đến đây thôi.